Chuyện với Lê Xuân Nghĩa rồi. Thì bây giờ coi như cái clip này là cái cuối của năm đấy anh không hả? Còn nữa chứ. Còn nữa, ok. Đây là mình nói còn cho vui thôi phải không? Tiếp tay với anh cho vui thôi phải không? Chứ không phải là cái chương trình của mình phải không? Ok. Ok. Thì bây giờ là coi như cái chỗ mà cũng là coi như chia sẻ với anh như thế này. Vừa qua anh có nói là ba điều: một là nhân quyền, dân chủ; hai là cái tổ chức mà hội để mà bản đạo, và cái thứ ba là cái gì mà tôi cũng chưa nghe rõ anh. Cái thứ ba là cái mà cái vụ lúc nãy đó mình nói về cái vụ mà kẻ ở giáo xứ kẻ gái đấy. Ok. Kẻ gái nhưng mà cái ở Việt Nam là không có tự do này như này. Yeah. Thì với cái nhân quyền nhân chủ thì quay mình cũng nói qua rồi. Bây giờ cái nhân quyền nhân chủ thì ở Việt Nam thiếu cái gì thì quay các bạn cũng phải là, vì cái nhân quyền nhân chủ nó rộng lắm, rất là rộng. Thì quay các bạn thiếu cái gì thì các bạn phải đòi hỏi, các bạn nói lên, rồi chúng tôi cũng cần mà coi như đòi. Nhưng mà ở đây tôi nói với các bạn rằng á, chúng tôi không có quyền gì đòi hỏi hết, nhưng mà chúng tôi có quyền là nói lên cái gì mà quý vị cần cần đòi hỏi. Chứ chúng tôi ở ngoài này là không có quyền gì mà đòi hỏi nhân quyền nhân chủ ở trong nước hết á. Thì chúng tôi chúng tôi đã bỏ nước ra đi rồi, thì bây giờ cuộc sống của chúng tôi ở đây rồi. Nhưng mà bây giờ là coi như chúng tôi muốn là đem những cái gì tinh tú của nước ngoài áp dụng vào cái xã hội ở Việt Nam, và chúng ta so sánh lại cái nhân quyền nhân chủ ở nước ngoài và cái quyền á, là ở trong nước như thế nào, để chúng ta so sánh lại. Chứ chúng ta cái đòi hỏi á, mà chúng ta không biết ở cái nhân quyền dù ở ngoài đấy á, nó nằm trong cái pháp luật. Có ở Việt Nam nó có nhiều cái nó nằm ngoài pháp luật, không ai giải quyết hết. Nhưng mà ở đây là toàn là nằm trong pháp luật hết á. Đồng chí là coi như cảnh sát nó đưa cho mọi người một ticket đó, rồi ra tòa bắt đầu hai bên là chuyện với nhau. Thành cái chỗ đấy á, mà ở Việt Nam nếu mà nhà cầm quyền Việt Nam mở ra những cái tòa án nhân dân tại xã huyện, thì để cho người dân á, họ á, là cái quyền mà để mà đấu đá tranh luận với nhau, rồi ông tòa sẽ dùng cái luật đó để dạy lại người dân để hiểu biết thêm đó. Mà coi như là tôi nhờ nhà cầm quyền, đây là yêu cầu nhà cầm quyền á, cần mở những cái tòa án nhân dân tại địa phương đó, không như xã huyện á, để cho khi mà ta coi như có cái hai bên có cái đấu đá, thì cái người cảnh sát, người công an đó tới viết giấy rồi ra đó, họ cứ đấu đá đó. Thì ở bên Mỹ nó cũng vậy đó anh không, đúng không? Đó, người cảnh sát tới là chỉ có là coi như là đưa cho hai người hai tờ giấy, rồi thưa kiện gì đó, có bằng chứng như đem ra tòa để thưa kiện. Thì đó là cái việc mà coi như là nó nằm ở ngoài á. Cái luật pháp là ở Việt Nam nó có nhiều cái như trình bày anh Hồng còn trình bày qua như vậy là cũng đủ rồi, mình cũng cần trình bày lại nữa. Thì trong cái vấn đề đó này, mình đừng nói là cái nhân quyền con người, mình nói là nhân quyền của là cái thú vật hết này. Cái thú vật nó vẫn có nhân quyền, đúng anh, đúng không anh? Bất cứ giết một con gà, con vịt, con heo, con gì đó, anh phải có cái license giết. Đó, còn mình giết đó là mình giết chung chứ trộm thôi. Nếu mà tôi mà nói là anh mà giảm thách với tôi, giết một con vịt mà coi như đánh tất canh mà thách tôi, tôi gọi cảnh sát liền. Đó là anh làm chung rồi thôi, chứ không mà anh giết nó là tôi mà coi như là gọi cảnh sát là anh phải bị tội liền, chứ không có cách gì đó. Đấy, cái chợ Bến Thành đây này, làm thịt heo ở trong nhà ở Fortran Valley, mang ra bán ra bị bắt ra đóng cửa chợ đấy. Yeah, ở đây là có cái chợ này, là đi làm heo và bò để bán á, tụi heo đi phạt mình tới đóng cửa liền, đóng cửa ngay lập tức. Đấy, thế coi anh coi như là quý vị đừng có nói là coi như đó là bảo vệ thú vật đó, chứ đừng có nói là bảo vệ con người nữa. Đấy, chứ anh ở đây á là gì, bảo vệ con nít đó, đàn bà và thú vật, con người đàn ông mà nó nằm sau cái đó.
người đàn ông còn nằm sau hoa nữa, cây cối này, xong rồi còn xe cộ nữa. Vì người đàn ông mình nó có nhiều cái sức mạnh lắm để đáp thành ra sau này quý vị nghe tôi kể cái câu chuyện là người đàn bà tội nghiệp qua mọi thời đại đó. Thằng bạn tôi đó, nó giết con chó, nó bị hàng xóm thằng mễ bên cạnh nó thưa 6 tháng tù, ngàn đồng tiền phạt giết con chó Đấy đó. thì đó là quay cái vấn đề mà đây là câu chuyện mà khơi thật như bữa hôm tôi kể, tôi nói là tôi đi về du tha đấy ở một bên nhà hàng xóm tôi có nuôi một con chó đực, bên hàng xóm có chó cái thì khi mà coi như nó qua bên á, hàng xóm nhà hàng xóm chơi á, cái thằng xóm này hey I don't want my my dog to have a baby, có nghĩa là con chó tôi muốn chó tôi có bầu có con, tôi quở liền tôi đem về là coi như đem ra là coi ngoài animal clinic đó để mà thiện hẳn đấy, tốn 150.000 đồng thiện cho an toàn như rồi. Chứ nếu mà coi như hẳn mà có làm cho con chó bên hàng xóm có bầu á là tôi phải bị thưa là từ từ á, trên dưới 10.000 tùy theo là cái khác để mang thưa tùy theo công việc của thằng anh nữa. Đã phải ta mới quay cái chuyện đấy là nó xảy ra rồi tùy theo công việc của thằng anh nữa. Anh không có đồng ý là ở đây có cái tòa là animal phải tiếp đến là coi như là cái chuyện mà để cho nói coi như bà con hiệp à. Tôi có con chó xin lỗi nha, con chó đực tôi về đây sống ở đây thì bên nhà bên cạnh tôi có con chó cái, vẫn chó đực tôi nó sang qua cho cái nhà cho cái chơi thì thằng chủ ra nó hỏi nó nói hey I don't want my dog have baby ok, cái tôi bị sợ quá tôi đem con chó của tôi nó ra ngoài kia tốn 150.000 đồng để cho nó thiện đi Đúng rồi. à, nó thiện đi vì nếu mà không thiện á mà con này mà qua làm bên kia con có baby á là nó xú mình á là từ dưới 10.000 cho đến hơn 10.000 tùy theo công việc đang làm và cho đến khi mà con chó đó sinh ra là có baby là cái khác đó là bắt đầu nó phải xu bao nhiêu tiền của thằng này nó đem đi và cái công việc của thằng này làm bao nhiêu tiền nữa, ví dụ hắn làm mà 1 giờ 40-50 đô á, trả nhiều lắm quý vị đó. Thì thành nó quay đây là một cái luật pháp ở trong 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 nước Mỹ, chứ không phải như Việt Nam mình coi, nhưng mà nhiều cái mấy cái này đâu có luật đâu đó. Đúng Nhưng mà rồi. bên này là phải có luật như vậy, thành nó quay khi mà chúng ta nuôi một con chó lỡ mà nó cắn người á cũng là coi như trên dưới 10.000 có thể đến 20.000 cái maximum hẳn là 20.000 chị thành đã có những ta sống trong cái pháp luật cái tự do pháp luật chứ không phải là sống ngoài cái tự do pháp luật, thành coi như các bạn ở Việt Nam đòi hỏi quá nhiều đi, đòi hỏi quá nhiều vì các bạn không sống ở đây, tất cả những người mà từ Việt Nam qua Mỹ đây là họ họ nhìn lại là họ thấy Việt Nam nó quá hờ hững lực mà nó quá tự do để mà coi như mình đi lại mà quá tự do mình hưởng những cái gì, ở bên này là không, cái gì cũng nằm trong luật pháp hết đó. Những cái chỗ mà ở bên này nó có cái tốt như vậy là cái môi trường tốt là họ được bảo vệ mình đó. Họ được bảo vệ mình là mình á, là phải tôn trọng theo cái luật pháp pháp luật khi đó họ mới bảo vệ mình, còn mình mà không tôn theo thì họ không bao giờ bảo vệ hết á. Ở nước Mỹ đó là họ bảo vệ những người mà biết luật đó, sống ở coi như trong đất nước này cho họ không bảo vệ những người mà coi như vô pháp luật đó. Bây giờ quý vị đấu tranh đi gần 10.000 người mà trục xuất về Việt Nam đó xuống đường vào tranh đi. À, như vừa rồi anh không nói đó mà cái vụ bắn đó nó có xuống đấy bà đấu tranh đi rồi phê bình đi. Tôi nói cái vị này cái vị phải lắng nghe cái chỗ này này với thẩm thiết này, trong cái cộng đồng á, là Việt Nam mình ở á, hải ngoại đây không có đòi hỏi bất cứ gì hết Tôi nói cái vị này cái vị phải lắng nghe cái chỗ này này với thẩm thiết này, vì tất cả những cộng trong đồng cái ở cộng hải đồng ngoại đấy á, là Việt như Nam mình á, ở bị dội ra hải anh không ngoại bị đây dội rồi bị dội rồi không có đòi hỏi bất cứ gì hết cái vị phải lắng nghe cái chỗ này này với thẩm thiết này, vì tất bị cả dội những rồi anh cộng ơi đồng ở bị hải cái ngoại sao bị đấy dội rồi như bị dội ra anh không bị dội rồi bị dội rồi không có đòi hỏi à, bị bất rồi cứ hả? gì Tất cả những cái cộng đồng ở hải ngoại đây như Mỹ, Tây Cơ, China, Nhật hay là coi như rồi họ có những cái tiếng nói để mà họ đấu tranh,
Còn cộng đồng Việt Nam mình là không có đấu tranh được, không có đánh tranh được một cái gì hết á. Thành quý vị á nên coi là cái vấn đề này, đừng có đấu tranh cái đất nước của mình. Quý vị không có tiếng nói ở tại đất Mỹ này. China nó có này, Nhật nó có này, Korea nó có này, cộng đồng nào có hết mà cộng đồng Việt Nam không có. Quý vị không Cho tin đó. phép anh góp ý với mình như này. Thật sự nó có, nhưng mà tại vì họ làm sai, họ không biết cách làm. Ví dụ người người Tàu hoặc là người Mễ hoặc là tất cả người Đại Hàn, họ đi họ không bao giờ họ mang một cái lá cờ nào hết á. Đúng, Đấy cái chỗ đấy, đó là cái mình chỗ đi tới nơi cái cầm cái lá cờ vàng thì hóa ra mình tự mang cái, mình tự nhiên á, mình cảm thấy người Mỹ họ nhìn vào đấy một cái tổ chức nó mang một cái lá cờ này, nó tới nó áp lực mình. Cái Việt Nam Cộng Hòa nó chết rồi từ xưa nay, rồi mấy chục năm nay rồi, đi đâu cũng cái kéo cái cờ vàng đi bởi để chính là làm cái cái gì. lá cờ này á, tôi nói quý vị á, làm trở ngại đi cái các con em của mình á, để ngồi lại để trao dồi những cái tri thức, trao dồi những cái kiến thức, trao dồi những cái gì mà coi chúng ta thương với nhau, cho với nhau. Quý vị đã làm cản trở mấy chục năm nay rồi, quý vị nên Đúng trả rồi. lại á một cái cộng đồng cho tốt đẹp và cái bình yên đi. Quý vị biết cái lá cờ đó là chết rồi không? Bây giờ nó chết, nó hiện thân ra những con ma để mà phá rồi cái cộng đồng không? Quý vị không biết là những coi như cái con ma là coi như là đại tướng, rồi con ma là coi như là thủ tướng, những cái con ma đó với coi như là hiện thân của lá cờ đó đó, nó là chết rồi. Mình cứ nói đi nhá, có số điện Vâng. thoại ở bên tổng lãnh sự gọi, mình cứ nói và Vâng. là tôi trả lưu lại. Cái lá cờ nó chết rồi quý vị à, nó còn sống là quý vị cứ coi như tôi rất là tôn trọng cái lá cờ nào cũng là tôn trọng hết. Ở Việt Nam mình cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, cờ đỏ của sao vàng đều tôn trọng. Nhưng mà quý vị biết rằng cái lá cờ á, mà quý vị đang dùng đấy ở hải ngoại đó, cái lá cờ đó làm cản trở các em, các cháu và cản trở mọi người á, người Việt Nam mình á, đi qua, nó có nhiều thành phần đi qua đâu để mà coi như là sinh sống ở đất Mỹ đây. Thuyền nhân á, có bao nhiêu người họ qua đây mà họ họ ngồi giữa lá cờ đó, và lá cờ đó nó mạnh từ chỗ nào? Từ chỗ HO quá. Những người HO quá họ dùng lá cờ này, họ đấu tranh, họ 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 ra để mà họ giành cái là cả đất cả đai cái gì. No way, bà con không bao giờ mà giành được cái mảnh đất của đất Mỹ đó đâu. Những mảnh đất mà quý vị ở trên á, cái Cali, bất cứ mọi chỗ nào có cộng đồng, quý vị không giành được cái gì đâu. Đừng làm mất công, đừng có giành đất lẫn dân nữa. Quý vị trả lại á, cái sự mà yêu thương của con người đi. Cái thành phần HO á, đi qua đây ngồi với cờ đó, cái lá cờ nó tôi vẫn tôn trọng, quý bao nhiêu xương máu nó cũng nằm trên lá cờ đó, đồng đội quý vị nằm trên đó tôi vẫn là tôn trọng. Quý vị nên treo những cái chỗ mà như tượng đài Lý Thái Tổ, hoặc là cái cộng đồng sinh hoặc về coi như là chính trị của các vị, hay là những cái lễ lược hàng năm quân đội Việt Nam Cộng Hòa, hay là hội họp chi là coi như các quân 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 nhân căn chỉnh của là Việt Nam Cộng Hòa, tôi tôn trọng. Nếu quý vị các cần ủng hộ, tôi ủng hộ tiền bạc luôn để cho các vị làm luôn. Nhưng mà các vị không được là treo lá cờ trên cái cộng đồng xã hội. Cái cộng đồng xã hội là loại là chung chung, ai đến đây là coi như là tìm một cái đất mới, họ muốn ngồi lại với nhau để mà trao đổi những cái tâm tư, những cái gì mà coi như họ xa quê hương. Quý vị đã treo lá cờ đã làm cản trở của họ rồi. Nếu mà tôi không đòi được, tôi vẫn làm ra một cái cộng đồng của tôi và kêu con cháu tôi tới đó để mà trao đổi và giúp những cái gì mà con cháu tôi có. Tôi yêu cầu quý vị chừng đó rồi, tôi không chụm quý vị nha, tôi không chụm coi như một đảng phái, một nhà nước nào hết. Nhưng mà tôi nói ra đây là sự thật để đòi hỏi lại cái sự bình yên của là người Việt xa xứ. Tôi không nhục mạ cái gì hết á, quý vị đừng có hiểu lầm tôi. Tôi không tốn mấy chục năm để vào cái đảng cộng sản đâu, tôi tốn mấy chục năm để lo cho con tôi coi như là thành đạt rồi. Bây giờ tôi phải hưởng cái tuổi già của tôi. Họ sợ sự thật, họ không muốn nghe sự thật,
Và khi mà mình ấy, như là Hồ Bình hay là bên hội luận ấy, mà nói ấy, thì là họ cứ bảo cút về Việt Nam mà ở đi. Quý vị không có quyền để mà đuổi tôi về Việt Nam. Quý vị mà nói gặp mặt tôi mà nói như vậy tôi chửi trên mặt quý vị liền. Ở đây tôi cũng chửi trên một diễn đàn, nhưng mà coi như cái ông nào á, bà nào mà nói trên mặt tôi á, tôi nói quý vị không có đủ tư cách. Chúng tôi đi tìm một cái đường tự do và cái cuộc sống của gia đình tôi á, là bằng nước mồ hôi nước mắt. Còn quý vị là có máy bay, có xe chở rồi. Quý vị nói là ai? Không được cho tôi cái câu như vậy. Trừ ra tôi làm sai, chính phủ Mỹ đuổi tôi về thôi. Quý vị không có cái quyền nào hết á. Một người nào mà đứng trước mặt tôi đây, dám nói một câu đó, tôi chửi trước mặt liền. Vì đừng có như ăn nói thô tục hay là có ăn nói bậy bạ. Quý vị có tư cách nào mà có thể nói về Việt Nam ở? Tôi đi qua tôi về tôi ở, nó có những mắc quyền lợi của tôi mà. Trừ ra nhà nước Việt Nam không cho tôi về thôi. Thế tôi có quyền về chăm sóc mẹ, tôi có quyền về hưởng những cái gì của tuổi thơ tôi ở đó. Tôi có quyền là coi như sống với bà con tôi có quyền sống với bạn bè tôi. Còn mấy người là người vô ơn vô nghĩa. Ít nhất quý vị cũng có là những người thân của quý vị ở đó, bạn bè tuổi thơ ở đó, bà con ở đó. Mà quý vị là coi như đi một cách là vô 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 nhân tâm luôn, biển biệt luôn. Cả mấy chục năm nó coi như đến mà khi không có về để thăm được cái ngôi mộ của cha mình hay là ông bà mình, thắp cái hương cho tổ tiên. Quý vị Anh là coi nói như chuyện ngôi mộ đó thì hồi kỳ vừa rồi ta đăng hồi tháng 8 Đoàn Trọng về, tại vì ở cái khu vực đó họ giải tỏa thì mộ của bố mẹ của Đoàn Trọng ở ở bên Quảng Trị đó, thì mới đi anh về để anh cải mã để đi chỗ khác. Thế là cộng đồng cũng lên tiếng về chửi người ta, các anh lấy cái quyền gì, các anh xâm phạm cái đời tư của người ta, các anh đòi anh mà anh nói đòi đòi lật đổ Đảng Cộng sản để tạo sự tự do, mà chính chính tự các anh ấy không tôn trọng cái quyền tự do đi lại của một người khác, để người ta về người ta cải mã cho của gia đình của bố mẹ người ta đấy, nó bảo người ta đi cút về Việt Nam ở đi. Tại sao các anh cứ lúc nào cũng đòi 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 đi về giải phóng Việt Nam, mà tại sao lại cứ đuổi người khác đi về ở bên Việt Nam đi? Thế là cái gì? ngày hôm nay tôi nói cho coi như là quý vị nghe là ai là coi như hèn với giặc ác với dân. Cái hèn với giặc ác với dân á, nó xuất phát ra từ khi mà coi cái dân á là Hải Dương là có tiếng nói ra, phải không anh? Không, tôi nói cho quý vị này, mấy là coi như năm qua rồi á, tôi không nói đâu. Tôi nói cái hèn với cái ác của quý vị trước đã, khi đó tôi mới nói là coi như là bên cái giàn khoan đó. Cái hèn của quý vị như mày này, quý vị đã làm đi bao nhiêu năm của 97 triệu dân đây, nó lầm than thiếu đi những cái gì mà coi như là cơm áo gạo tiền, do cái chỗ mà quý vị hèn. Hèn với giặc là ai? Giặc là coi như là chính quyền cộng sản á. Quý vị qua đây cho họ là giặc, nên quý vị cản trở những cái sự giao dịch thương mại. Những ai mà qua đây là cứ đi biểu tình để cản trở thôi. Như vậy quý vị hèn với ai? Hèn với 97 triệu dân, ác với 97 triệu dân. Còn giặc á, quý vị cứ cho cái Đảng Cộng sản, cái người ở cầm quyền Cộng sản là giặc, rồi ác với dân là gì? Ác với dân á, quý vị có phải là coi như là kêu ông Kỳ á, đừng coi như mở đường cho chính quyền Việt Nam là coi như là để mà coi như là bằng ngoại giao với Mỹ. Quý vị là coi nói ông Kỳ là coi như là đem những cái coi như cái dao mà đâm sau lưng chiến sĩ. Đó, quý vị coi như là coi như muốn cản trở là coi như những cái gì mà coi như ở Việt Nam mình á, nó muốn là xã giao ở, là coi như muốn á, để mà làm ăn trên thế giới này. Quý vị làm những cái điều đó ác, nó coi như quý vị nói ai? Rồi quý vị đến bây giờ này còn ác với người Mỹ nữa này, với đất nước Mỹ nữa này. Quý vị có ác những cái gì của đất nước Mỹ đấy không, và người Mỹ đấy không?
Quý vị qua đây không được quyền nói gì với đất Mỹ đây và người Mỹ đây hết. Quý vị coi như là tổ chức cái đoàn hội này để chống ông này mù nọ đòi cái gì ta, quyền lợi cho quý vị thôi, chắc quý vị chẳng biết là coi như là quý vị á, đang là coi như là làm cái gì và sống cái gì để cho con cháu quý vị á trả những cái gì nợ nần của quý vị đi. Quý vị đang làm á cái đất nước Mỹ đây mà quý vị không biết. Quý vị hãy nói với con quý vị á, ba mẹ qua đây á, nhờ đất Mỹ đây, bây giờ các con cố gắng học hành cho tốt, làm việc cho tốt, ít nhất quý vị á phải nói con quý vị á đừng đi tù tội, đừng vô băng đảng mà coi như hại cái đất nước Mỹ đây, đó là ok rồi, phải không anh không? Là đúng rồi. Đó bây Tôi giờ nói không, cho tôi nói là về vấn đề mà ở ở cái giàn khoan đó, cái ok giàn khoan nữa là kẻ vô đó, cái ok giàn khoan nữa là kẻ vô cái nhà nước Việt Nam á, họ rất là khôn khéo, họ không thể nào mà dùng cái súng đạn để mà chống lại cái Trung Quốc hết á, nhưng mà họ dùng cái lời nói của thế giới để can thiệp vào đó, họ cứ coi như là cương giảng đó để cái tiếng nói của thế giới vào, lúc đó là quay Trung Cộng nó rút giàn khoan ra, ai thắng một trận đánh mà trí thức á, mà không biết một trận đánh cái bàn cờ trên cái bàn cờ chính trị trên mà quý vị không biết, không tốn viên đạn nữa, hư hại vài chiếc tàu đó, có hy sinh một vài chiến sĩ đó mà coi như ăn thua chứ, nếu mà quý vị nổ súng như năm 1974 á là toi mạng hết, bàn cờ chính trị đánh như vậy đó, khi đó mới lãnh đạo được đất nước, cái bàn cờ chính trị như coi như quý vị á không ra thì bị đặt là coi như là hèn với giặc rồi ác với dân, những cái clip á đánh qua dân á một vài cái clip, bây giờ tổng cộng lại coi như chưa trên 50 clip đánh dân nữa, nó thì bên này á đừng có nói bên này chết một hai mạng, bên này cái dân da đen á, vì coi như là các sắc thái quá đó, cảnh sát nó bắn hàng ngày, nó đập hàng ngày mà quý vị không nói này, mà ai bên nữa quá như đây tự nhiên đàn ép đập vài người là quá như là ác với dân, những cái loại dân đó như mà trừng hình duy thức quá như mè nấm với quá như điếu cày đó với quá như đó đồ á, như một bằng vợ gà vịt ở bên người nuôi bên đó, cái đó không phải là trí thức, nếu mà so sánh với 90 mấy triệu người đây là tôi nói nha thật đó, nhà quý vị mà nuôi một đàn heo đang 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 gà mô á, mà bán á cái dân nữa nó còn nhiều, cái con gà nó còn nhiều hơn cái dân đó nữa, còn cái trí thức Việt Nam mà cái trí thức là ngồi trên á để mà lãnh đạo một cái công ty một đất nước nó có cả hàng chục triệu lần chứ không phải đồ một hai đứa như vậy đâu, đếm trên bàn tay nó qua khỏi 10 ngón không, cái dân mà như trần hình duy thức điệu cày rồi coi như rồi mề nấm đó có nhé, vì là bà Kim Thành gì đó có đếm đấy chứ khỏi 10 người mà coi như mà gọi là trí thức so với cái đàn gà đàn heo của quý vị còn nhiều hơn nữa, đó là cái câu mà tôi nói là quay cái vị á ai là hèn ai là ác, quý vị sống là coi như ác với là coi như 97 triệu dân, quý vị không biết hèn với một cái nhà cầm quyền mà coi người ta đi ra làm ăn để cứu á 97 triệu dân á, quý vị chẳng hiểu chứ đó, quý vị cứ cho họ là coi như là hèn mà quý vị là ác với họ mà quay quý vị cũng chẳng biết, làm ơn đi ăn những cái gì cái coi như cái tinh tú đây của là đất Mỹ đây này, hưởng những cái tuổi già đây để cho lớp trẻ người ta coi như là đấu tranh với làm được cái gì cho đất nước, làm cho tôi nói quý vị á, tốt nhất á là lo cái đất nước Mỹ thế này, đừng lo với Việt Nam hết á, tôi mấy chục năm nay tôi đâu lo với Việt Nam đâu, tôi mới vòng vòng 2 tuần nay thôi đó, mà tôi cũng chẳng qua như đòi hỏi với Việt Nam, tôi chỉ cần lo những cái bọn mà hẳn chưa biết luật biết lệ chưa biết cái gì mà có đất nước Mỹ đây, thành ra tôi muốn dạy cho họ biết được á, ít nhất mình ở trong đất nước này phải biết luật đó,
và làm cái gì á để trả lại cái công ơn đất Mỹ này, người Mỹ đã cho mình này, rồi mình mới làm lại nhìn lại quê hương của mình đó. Tôi nói chừng đó là biết là ai là ác, ai là coi như là hèn. Xin trả lại diễn đàn cho người phụ nữ. Tôi muốn cái cộng đồng của hải ngoại này trả lại cái sự bình yên cho mọi người. Nếu cái cộng đồng của xã hội á là không trả lại cái bình yên cho mọi người á, thì chúng tôi sẽ thành lập một cộng đồng để mà cho các em ngồi lại với nhau, không phân biệt chính trị, không phân biệt là coi như là tôn giáo, không phân biệt là chúng ta đi di dân qua đây bằng phương tiện nào. Đúng. Quý vị đừng có nhét chữ vào mồm người ta nhiều quá đó. Chúng tôi muốn đòi hỏi chừng đó thôi, chứ chúng tôi không coi như là đòi hỏi gì hơn nữa. Quý vị có quyền làm cái cộng đồng chính trị của quý vị, treo lá cờ đó lên, các anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngồi lại làm cái gì của các anh, chúng tôi không đồng chạm hết á. Nhưng mà tôi sợ rằng em một ngày mai này các em á là không ngồi với nhau được, cái cộng đồng hải ngoại á nó nằm ra riêng biệt đi, rồi người dân chúng ta nó đi xa lạnh đi, thành nên tôi mất, tôi sợ là sau này nó mất cái sự đoàn kết của người dân Việt Nam xa xứ và các con các em của mình á, nó không ngồi lại với nhau để trao đổi những cái gì mà có những cái tinh túy mà nó học được ở nước Mỹ này, và nó trao đổi những cái kiến thức nào, cái trí thức nào, trình độ nào để cho các em mới qua, và các em mới qua cần những cái gì để cho các em bên này họ chỉ con đường để các em đi rất là nhanh. Ví dụ một cái công việc học thôi, bây giờ các trong khi á, là software cần, y tá cần, bác sĩ cần, không quân cần, trong cái quân ngũ của quân đội cần, những cái mà có nên nói về á, là lĩnh vực software đó, với có như cái hiện đại gì cần, không học đi học ba cái chỗ có những cái nghề khác á, thì các em ra đây không tìm được công việc làm rồi. Và chính á, cái người Mỹ ở đây á, tôi nói ở đây cho quý vị nghe này, người Mỹ ở đây và đất nước Mỹ đấy á, họ lấy những cái gì mà chất xám tinh tú nhất của thế giới đây vào trong nước Mỹ đây, và sau khi họ lấy được rồi á, quý vị không thể nào về nữa hết á. Quý vị học ra một người khoa học, một người bác sĩ giỏi về mổ nào hay gì đó, hay là một cái mà quay là chế thuốc, như thằng rể tôi á, nó là tiến sĩ bác sĩ nghiên cứu về ung thư. Những cái đứa đó nó thì có quý vị á, ra trường là coi như là Mỹ tận dụng liền. Nhưng mà Dương Ngực Ảnh á, ra trường là cho một cái biệt thự liền, cho những cái gì mà cái họ có họ muốn liền, làm sao họ rời khỏi đất nước Mỹ đây. Đó là đất Mỹ đấy, họ lấy những cái gì mà chất sản của thế giới này và tính tủ nhất mà thế giới này họ đưa vào đất Mỹ đó. Những cái thành phần á, mà các nước khác á, như China, tại sao họ làm điều đấy? Vì á, họ bỏ ra một số tiền á, rất là khổng lồ cho họ chọn những cái chất xám á, giả dụ đi 1 tỷ mấy người, họ chọn ra là 1 triệu người chất xám, họ bỏ tiền đầu tư đó qua bên Mỹ học chỗ này chỗ nọ học, rồi học á là họ có cái biên bản á, phải trở về nước để mà làm giúp đất nước họ, và trở về nước á họ cho một cái biệt thự liền, cho những cái gì giống như có như ông gì mà dạy toán gì Bảo Châu đó anh, không ông gì mà Bảo Châu mà ông về mà Nhà toán học á. ở nhà tổng hợp, ông về chính phủ Việt Nam cho cái biệt thự án ở liền. Nhưng cái đầu óc là ông phải là như vậy, ông phải là giúp cho đất nước Việt Nam mình, cái đầu óc họ ông là nghĩ khác. Nên nhà cầm quyền á là Việt Nam họ phải không dùng những cái đầu óc này, chứ họ rất cần cái đầu óc như ông để mà quay sáng tạo cái đất nước của Việt Nam. Nhưng mà sau khi đằng sau của cái đầu óc ông á, ông giỏi thật nhưng mà đầu óc ông dơ, dơ cái chỗ ông mang những cái quá những cái nghe những cái loại người mà coi như mà để mà đưa vào cái đất nước mình đó.
Ông Đào Hồng Tuyển ở bên Phủ Tuần Châu đó có cho ông Ngô Bảo Châu, nhà toán học bác học Ngô Bảo Châu một cái nhà 1,3 triệu đó. Nếu bây giờ đất cục bây giờ cũng cũng phải lấy lại thôi. Thành đi ra nhà cầm quyền Việt Nam mình họ cũng muốn cần tận dụng những cái người tài giỏi đó, nhưng họ không cần cái đầu óc mà dơ dãy mà nghĩ xuyên tạc, họ không cần cái đầu óc mà coi như để làm bẩn thỉu trong đất nước của họ. Đó là question, đó là action. Thành nó quay, tôi nói quý vị á, quý vị thơ dài quá đi, nói chuyện cái đâu không đâu vào đâu hết á, làm cái gì phải thực tế. Tôi muốn là sao, muốn là cái cộng đồng người Việt Nam này ngồi lại chia sẻ cái tình thương với nhau, và con cháu của mình á, em của mình á, ngồi lại để mà họ trao đổi cái chất xám với nhau, họ giúp với nhau, cầm tay nhau đi lên trên con đường là coi như tín tủ nhất nước Mỹ này. Và có người sẽ quay lại Việt Nam mình vì họ cái tuổi thơ đó, họ sẽ quay lại để mà làm cái gì cho đất nước Việt Nam mình. Chứ không phải như quý vị mà coi như cứ giảng lên cái lá cờ đó để mà chia rẽ cái tình thương, chia rẽ một cái coi như cái cộng đồng người Việt Nam này đã mấy chục năm nay rồi. Tôi chẳng hề nói qua làm gì, vì đó không phải là quyền lợi của tôi. Quyền lợi của tôi là gì? Phải là làm, có tiền, lo cho con tôi ăn học. Đó là quyền lợi của tôi. Trên cái diễn đàn của anh Phương Hồng, tôi nói cho quý vị nghe này. Quý vị dùng cái tiếng bưng bô á, mở cái não ra này, mở cái não nghe tôi nói cái chuyện tiếng bưng bô này này. Cái bưng bô này á, trên đời quý vị chỉ có bưng được á là hai cái bô, một cái bô cha bố mẹ thôi. Đừng có bưng một cái bô nào hết đó, một cái thể chế nào, một cái loại người nào đó. Quý vị dùng cái thời gian đó bưng bô cho cha mẹ quý vị á, khi mà coi như tuổi già. Đừng đi bưng bô một thể chế nào hay là một cái đất nước nào hết đó. Dùng cái đó lại bưng bô cho cha mẹ đây, trả hiếu những cái coi như là cái hiếu thảo của cha mẹ quý vị cho ăn đây. Quý vị đã bưng bô cho cha mẹ quý vị chứ, mà bưng bô cái người này người nọ. Quý vị bắn cái não đó mà nghe như vậy. Trên đời người nó chỉ có bưng bô cho cha mẹ thôi chứ không được bưng bô cho hết. Mà họ, quý vị đã làm chưa? Quý vị nói là chẳng cha mẹ tôi chết tôi cũng về nữa, vì thằng cộng sản là có nghĩa là quay là quý vị bưng bô cho thằng cộng hòa như thế. Chắc quý vị không đồng ý là về bưng bô cho cha mẹ quý vị mà khi mà đau ốm để mà coi như đem như làm vệ sinh. Đồ bất hiếu. Mà Việt Nam Cộng Hòa còn đâu mà bưng. Thì bưng bô má rồi, má đó. Một cái câu nói mà coi như quý vị không suy nghĩ lại. Quý vị nói là khi nào hết cộng sản là quý vị về Việt Nam, cha mẹ quý vị chết cũng về nữa. Đồ bất hiếu. Cha mẹ là coi như bẹt thịt đẻ đâu ra mà coi như đẻ cho quý vị ra, nuôi mem cơm tụng gạo từng lo từng tí, mà đến khi chết mà không về cũng do một cái coi như đảng cộng sản. Quý vị có thấy cái đầu não quý vị là gì? Quý vị anh Hùng nói à, không có đầu có não, tôi nói có đầu nhưng mà không não. Anh nói là không có đầu, không có đầu có não, tôi nói có đầu nhưng mà không có não. Vì cái loại là bài não á. Nó có đầu nhưng mà nó bài não. Chính đó là cái tâm trạng của tôi trước đây khoảng 10 năm. Và tôi rất hối hận về cái sự nhận cái lúc đó cái đầu mình mà cái não mình nó đi chỗ khác, nó không suy nghĩ. Tại lúc đó mình cũng mang cái tâm trạng thương mình. Tôi nói thật luôn, tôi rất là thành thật. Tôi xác nhận cái điều đó đúng. Tại sao bố mẹ mình đẻ ra mình mà rồi khi mà mất thì lại có cơ hội về được lại không về. Tuyên bố rằng chừng nào Đảng Cộng sản sập đổ thì mình mới về. Thành ra khi mà tôi về, 2 năm sau tôi về, giá mà sứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn mà mời, nói lời mời sớm đó, thì tôi đã gặp được mẹ tôi rồi. Cho đến khi mà mình về đến nơi mình nhìn được mẹ mình,
thì mẹ đã không còn nữa. Tôi thúng tiếng cái bài hát của Lâm Việt Ngân nữa. Con này con về, mẹ ở đâu? Xin lỗi Bình Hòa, xin lỗi anh, xin lỗi Bình Hồ và xin lỗi tất cả mọi người. Không, tôi cũng cào được anh, tôi cũng cào. Cái đó anh gợi một cái sự hối hận, một sự ân hận rất lớn cho tôi. Nhưng mà thật sự cái điều đó anh nói, anh hỏi tôi trả lời, vâng đúng như vậy anh. Tôi cũng cảm động đến không, vì tôi còn mẹ tôi. Bây giờ mẹ tôi á, là năm nay 88 tuổi rồi, tại sao mình cho mẹ mình cái gì để tốt đẹp nhất mà mẹ mình còn sống, mà quý vị đời mẹ mình chết rồi, cái đảng cộng sản hết rồi mà quý vị về về làm gì? Tôi nói ở đây á, tôi thật tôi không có chửi nữa, tôi cũng nói hồn nữa, nhưng mà quý vị bắn cái não ra mà nghe. Người thân quý vị á, mà ở Việt Nam bây giờ quý vị không về cho những cái gì mà họ còn đáng còn sống, mà quý vị đợi là cái đảng cộng sản đây mà xong rồi á, rồi coi như là tất cả mẹ cha mà chết rồi, quý vị về làm gì? Quý vị không bao giờ về đất nước Việt Nam được đâu. Cho dù cái đảng cộng sản hết đi nữa, quý vị cũng về được đâu, vì quý vị là người tham vọng. Quý vị về Việt Nam á, là quý vị chết chắc liền, không đủ sức để làm ăn đâu. Ở đây á, lăn những cái đồng tiền của Mỹ đây này, cầm những cái thẻ mà vo vo trong túi này để sống, đồ những cái loại bài nào, cái tuổi cái vị á, bây giờ trẻ nhất là 60 mấy tuổi, quý vị làm gì được? Mà bây giờ quý vị 60 mấy tuổi về đó cho quý vị ăn cái gì, làm cái gì? Quý vị ở Mỹ đấy, ăn hài ở Mỹ đấy thôi này, bỏ bo những cái đồng tiền của Mỹ đây, những cái thẻ để mà lăn qua lăn lại, rồi về Việt Nam á, đưa cái thẻ passport lên, kêu mấy cái cô đẹp tới, sai, rồi qua đây cứ bó bó đồng tiền ở Mỹ đây, rồi về Việt Nam sai, đồ loại bài nào, mở miệng ra là coi như là thể giải giải tỏa thể chế, mở miệng ra là coi nhân quyền, mở miệng là coi như tam quyền phân lập. Muốn đòi hỏi gì quý vị đứng ra đòi hỏi, cứ nói chung chung là ai biết cái gì mà có để cho quý vị. Quý vị đừng có đòi hỏi quá đáng lắm, đừng có để những cái tội lỗi trên đầu của con cái quý vị. Bây giờ nó ăn học, nó sinh trưởng ở đây, nó tốt đẹp lắm rồi, sau này nó có đấu tranh cái đất nước nữa, hắn có lấy lại thì chị nào cũng chẳng cần về làm ở bên Việt Nam đâu. Nó cũng làm ông này mùa nọ, một người bác sĩ kỹ sư, cần gì về làm có gì một người đầy tớ bên Việt Nam. Rồi lúc đó là quý vị đó, đem những cái loại mà trần hình duy thất là quay mẹ nấm hay là quay điệu cây á, hay là coi như là cù huy về về để mà tranh đấu, để mà giết nhau, để ngồi trên mấy cái ghế đó. Tôi nói như vậy anh có thấy có gì anh nghe có đúng không anh không? À, tôi rất đồng ý với Bình là đó, cái điều quan tâm của Bình nó lo cho cái giới trẻ. Thật sự rằng cái thế hệ mình sẽ qua đi, mình không muốn những cái giới trẻ đang sống ở Mỹ, lớn lên ở Mỹ họ bị đầu độc, nhất là giới trẻ ở những người ở Việt Nam thì không nói gì, nhưng mà những cái giới trẻ ở đây đó nó bị đầu độc lắm. Tôi bên cạnh tôi đó thì có một cái cậu sinh bố mẹ gửi đi học ở ngay trường Bosa Grandi này, mà sau cháu tới trường đó, mấy bạn cháu học cùng lớp mới nói cháu là nghe thấy cháu là ở Việt Nam cũng trong những cái bạn cháu là mày là Việt Cộng. Cháu chẳng hiểu Việt Cộng là cái gì hết, nhưng bây giờ cháu nghe nói Việt Cộng thế rồi cái cháu bảo là Việt Cộng là cái gì á, là cái thằng đang cai trị Việt Nam mình đó.
Thì cháu cũng bao cho bạn mấy người họ cái cháu nó không biết Việt Cộng, không 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 có bao giờ nghe nói. Thì họ mới đưa cái lá cờ ra, cái lá cờ vàng mang sao đỏ, mày biết cái này là gì không? Cháu bảo cháu cũng không biết luôn. Nó bảo cờ của Việt Nam Cộng Hòa, cái cờ này là cờ Tổ quốc này. Thế xong rồi cháu sợ quá, cháu mới hiểu là mấy anh ấy muốn cái gì. Từ hồi đó là từ lúc đó là cháu không dám nói chuyện với lại mấy người đó nữa. Thì cháu chỉ tới trường trong học, cháu có vào cháu nói chuyện với cô giáo, thì cô giáo có răn đe các trò không có được hăm dọa một người khác, dù rằng họ là những người du học ở nước khác tới đây. Nếu mà còn tái phạm thì là trường sẽ có biện pháp. Họ bảo vệ như vậy thì bây giờ tại sao chúng ta không lập ra những cái hội để chúng ta bảo vệ cho chính quyền lợi của các cháu, của chính cả con cháu của chúng ta đang ở đây? Tại sao là cái lúc nào cũng phải là xách cái cờ vàng ba trong đỏ chạy tới rồi cái hoan hô đà đảo, mà tại sao chúng ta không lập những cái làm những cái hội mà để cho người Mỹ nhìn vào trong đó họ có cảm tình, à, đây là những người đang đóng góp cho đất nước Mỹ này. Lúc nào cũng phải là đao whip communist, lúc nào cũng phải là đả đảo cộng sản, rồi cái lãnh đạo Trương Tấn Sang, rồi lãnh đạo Nguyễn Phú Trọng, rồi gì qua bên Việt Nam, qua qua bên Mỹ thì cũng lại mang cờ vàng ba sọc đỏ chạy ra ngoài đó để đả đảo. Lúc nào người Mỹ họ cũng nhìn thấy những cái lá cờ đó là một cái lá cờ Mỹ, nó gọi là troublemaker, là người chuyên môn gây cái những cái sự mà nó bất mãn trong xã hội. Ví dụ như là đó, lúc mà chúng tôi sinh trong cái đảng Cộng Hòa đó, bây giờ mình về bên Cali mà mình nói chuyện với cộng đồng, mà mình nói chuyện với ai? Tôi nói rằng mình tới có bốn ban đại diện cộng đồng, ban đại diện cộng đồng của bà bên Minh Nguyệt này, ban đại diện của cộng đồng của Nguyễn Xuân Nghĩa này, rồi ban đại diện cộng đồng của Nguyễn Tấn Lạc này, rồi ban đại diện cộng đồng này, rồi chưa kể những có mấy chính phủ đó, chính phủ Đào Minh Quân này, chính phủ Nguyễn Hữu Chánh này, chính phủ Nguyễn Ngọc Bích này, lung tung lên. Họ nói rồi thế bây giờ mình gặp ai? Ví dụ như ban đại diện cộng đồng ở Hoa Kỳ bây giờ đó, thì họ gặp ông Đỗ Văn Hội hay Võ Đình Hiếu, hay là họ gặp ông Nguyễn Văn Tần với Đỗ Văn Phúc. Mà ông Đỗ Văn Phúc là người cũng đã bị một cái bản án là 2 triệu đô la bởi về bà Triều Giang, tại vì tố cáo bà Triều Giang là Việt Cộng, mà rồi tôi ra tòa không chứng minh được, bây giờ bị phạt lại 2 triệu. Thì bây giờ chúng ta cần phải có những cái tiếng nói chính. Chúng tôi lập cái hội là để là chúng tôi danh chánh ngôn thuận để hoạt động tại Mỹ. Chúng tôi lập cái hội cũng nhất thiết là nó phải có cờ này hay cờ kia, hội đâu cần phải cờ, hội để sinh hoạt xã hội mà. Còn cái lá cờ gì đấy thì ai thích lá cờ gì thì chuyện người ta. Thế nhưng mà đừng vào trong đó để mà có lũng đoạn.